Lenin đã tổng kết toàn diện những cái thành tựu mới nhất của khoa học lúc bấy giờ. Trong bối cảnh của thời kỳ Lenin, ông đã đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa duy tâm, thuyết hoài nghi và bảo vệ phát triển quan niệm duy vật biện chứng về phạm chủ vật chất. Và một cái điều mới của Lenin ở chỗ này <laughs> chính là Lenin đã đưa ra một phương pháp định nghĩa mới cho phạm chủ vật chất ông đã đưa ra một, một cái phương pháp định nghĩa mới cho phạm chủ vật chất. Vậy thì cái phương pháp định nghĩa mới này là ông đã làm điều gì? Ông đã đặt vật chất đối lập với ý thức. Đặt phạm chủ vật chất đối lập với phạm chủ ý thức. Nhưng trong định nghĩa này, Lenin không dùng từ ý thức, mà ông dùng cái hình thức thấp nhất của nhận thức thôi. Đó chính là cảm giác. Đấy, đó chính là từ cảm giác. Các em nhớ nhé, không nếu mà nói là đặt phạm chủ vật chất đối là phạm chủ ý thức, thì các em tìm mãi ở trong cái định nghĩa này không thấy ý thức đâu. Thì các em thấy cái hình thức thấp nhất rồi đó là cảm giác. Và các em nhớ là cái từ cảm giác được nhắc lại tới 3 lần trong định nghĩa này. Đấy thì các em nhớ đây là trước khi đi vào phân tích định nghĩa, các em chú ý điều đó. Vậy thì để làm rõ hơn cái phần mà phương pháp định nghĩa của Lenin có gì đặc biệt, thì các em nhìn trên cái slide này. Thế thì ở đây các em nhớ rằng là Lenin đã đưa ra một cái cách để các em nhớ cái nội dung này này, cái ý thứ hai này này. Lenin tìm kiếm cái phương pháp định nghĩa mới cho phạm chủ vật chất thông qua việc đối lập. Đấy, đặt phạm chủ vật chất đối lập với phạm chủ ý thức. Các em nhớ nội dung này nhé. Và đây là định nghĩa, các em nhìn đây là định nghĩa. Các em thấy như nãy thầy nói đấy. Đặt phạm chủ vật chất đối lập với phạm chủ ý thức, nhưng trong định nghĩa này không hề xuất hiện từ ý thức ở chỗ nào mà từ ông chỉ nói cái hình thức thấp nhất thôi của quá trình nhận thức thôi đó là cảm giác nó thuộc về trực quan sinh động ấy một hình thức của trực quan sinh động ấy. đấy một hình thức của giai đoạn nhận thức cảm tính mà hình thức thấp nhất thôi đó là cảm giác về kem thấy từ cảm giác rõ ràng nhắc lại tới ba lần đấy, còn về phương pháp định nghĩa các em nhìn thấy ở chỗ này thứ nhất đó là về phương pháp định nghĩa thông thường phương pháp định nghĩa thông thường thì nó nằm ở bên này để định nghĩa một khái niệm nào đó chúng ta trong khoa học của các em đều phải thực hiện theo cái pháp định nghĩa thông thường này hết và kể cả trong triết học thì các em thấy cũng có những phạm trù ta làm như vậy đấy thông thường như vậy nhé đấy, nhưng mà đương nhiên thì ở triết học vì nó mang tính khái quát hóa và trừu tượng hóa cao cho nên ta đều đưa nó về gì đều đưa nó về phạm trù triết học nó đều là một phạm trù triết học mà đã một phạm trù triết học thì các em nhớ là nó rất rộng nó bao quát toàn bộ thế giới hiện thực luôn cả tự nhiên xã hội luôn con người luôn thế thì các em thấy là cái phương pháp định nghĩa thông thường ấy thì tất cả các khoa học đều sử dụng nếu các em học về kinh tế người ta cũng sử dụng đấy quản trị người ta cũng sử dụng cái đó trong toán học cũng sử dụng trong hình học người ta cũng sử dụng thể nói là tất cả các khoa học ta đều sử dụng các pháp định nghĩa thông thường và chỉ trong cái phạm trù vật chất này này thì Lenin đã sử dụng pháp định nghĩa đặc biệt thôi đấy, các em nhìn vào chỗ này phương pháp định nghĩa thông thường hiểu như nào để định nghĩa một khái niệm nào đó, người ta sẽ đưa nó về hoặc là quy nó về một khái niệm nào đó rộng hơn chính nó. Ta muốn định nghĩa một khái niệm nào đó, ta phải đưa nó về một khái niệm rộng hơn. Và khi đưa nó về cái khái niệm rộng hơn đó, người ta sẽ chỉ ra những cái đặc điểm riêng của nó. Chỉ ra xem cái định nghĩa đó, cái phạm chủ đó nó có cái đặc điểm gì khác với cái khái. Đấy, ví dụ như các em thấy đây, đó là khi mà định nghĩa hình chữ nhật thì người ta đưa nó về hình bình hành rộng hơn và chỉ ra cái đặc điểm riêng của hình chữ nhật như là có hai đường chéo bằng nhau hay là có một góc vuông đấy là phương định nghĩa thông thường hay ví dụ như khi mà định nghĩa về con người em nhớ là định nghĩa về con người thì bao giờ vậy thôi người ta định nghĩa con người chẳng hạn người ta sẽ đưa nó về một khái niệm rộng hơn đó là con người là một loài động vật bậc cao thế rõ ràng động vật bậc cao nó rộng hơn so với khái niệm con người cần định nghĩa, đầy định nghĩa một khái niệm nào đó người ta đưa nó vào một khái niệm rộng hơn hay quy nó về một khái niệm rộng hơn. Con người là một loài động vật bậc cao. Sau đó chỉ ra cái đặc điểm riêng của con người. Đó là gì? Biết lao động, có tư duy, đấy, có ý thức. Con người là một loài động vật. Con người là một loài động vật bậc cao. Đấy, biết lao động có ngôn ngữ biết tư duy đó là những đặc điểm khác biệt về chất giữa con người với các loài động vật bậc cao khác và đấy là đặc điểm của gì của con người điểm riêng có của con người con người là một loài động vật bậc cao thì cái khái niệm động vật bậc cao nó phải rộng hơn cho nên tất cả khoa học của các em thì đều thực hiện theo kiểu phương pháp định nghĩa đó đấy là người ta gọi là phương pháp định nghĩa thông thường nhưng ở đây em nhớ là trong cái định nghĩa vật chất của lenin thì lenin không thể sử dụng cái pháp định nghĩa thông thường tức là mang định nghĩa phạm chủ vật chất rồi xong đưa nó về một cái khái niệm nào rộng hơn chính nó sau đó chỉ ra là à vật chất thì nó làm sao nó như thế nào nó có cái đặc điểm gì nó khác ví dụ như vậy không làm được vậy tại sao như vậy Đấy, cho nên ở đây các em thấy là lenin đã không thể sử dụng phương pháp định nghĩa thông thường để định nghĩa phạm chủ vật chất mà ông sử dụng một phương pháp định nghĩa ta gọi là một phương pháp định nghĩa đặc biệt đó là đặt phạm chủ vật chất đối lập với phạm chủ ý thức hiểu vật chất là gì hiểu vật chất là tất cả những cái gì tác động vào cảm giác của con người Để tác động vào các cái giác quan con người thì gây nên cảm giác đặt vật chất đối lập với ý thức hình thức thấp nhất đây cảm giác vật chất là một phạm trù triết học mà đấy. đặt vật chất đối lập với gì với phạm chủ ý thức nhưng vấn đề đặt ra là tại sao mà Lenin không sử dụng pháp định nghĩa thông thường mà lại sử dụng pháp định nghĩa đặc biệt như vậy bởi vì rất đơn giản thôi đây mình đã giải thích chỗ này rồi Lenin không thể sử dụng pháp định nghĩa thông thường bởi vì sao bởi vì theo quan điểm của Lenin theo quan điểm của chữ biện chứng thì phạm trù vật chất các em nhớ nó là một phạm chủ rộng nhất nó là một phạm trù rộng nhất. Nói như cách nói của Lenin là một phạm trù rộng đến cùng cực rồi. Nó sẽ không có cái phạm trù nào rộng hơn chính cái phạm trù này. Đấy, phạm trù rộng đến cùng cực rồi. Cho nên không thể làm cái cách thông thường đó là đưa nó về một cái phạm trù nào đó rộng hơn cái phạm trù vật chất này. Sau đó chỉ xem cái phạm trù vật chất này nó có cái đặc điểm gì. Ông ấy không làm điều đó được. Bởi vì nó là một phạm trù rộng nhất. Cho nên để định nghĩa nó thì các em thấy đấy ông đặt nó đối lập với ý thức, với cảm giác của con người. Hiểu vật chất là tất cả những gì tác động vào các giác quan con người thì gây nên cảm giác. Cho nên đây là phần phương pháp định nghĩa. Vậy thì có bạn hỏi như này. <laughs> Vậy thì cái phần phương pháp định nghĩa này có nên đưa vào trong phần phân tích định nghĩa hay không? Thì các em nhớ, nếu mà nói là phân tích nội dung định nghĩa nhé, thì thường sẽ không có phần phương pháp định nghĩa này nhưng nếu mà các em muốn đưa nó vào trong phần khi các em phân tích nội dung định nghĩa để làm thấy cái để làm bật được cái sự sáng tạo của Lenin ấy thì cũng tốt không ai trừ điểm. Đấy, nhưng không phải là một nội dung cộng điểm. Cái nội dung này các em vẫn có thể đưa trước khi mà các em đi phân tích nội dung định nghĩa thì sẽ tốt hơn. Đấy, hoặc câu hỏi người ta yêu cầu phân tích nội dung định nghĩa nhưng các em vẫn trình bày ở phần trước cũng không ai trừ điểm các em.